Dương là khách hàng đấy. Sao dùng thế nào sao tí được không? Mày cơm mẹ một là tao thích thế này. Xong em phải bảo thầy cơm mẹ một. Mày cứu mẹ thì đi. Ta không biết được còn cái bà là chuyên gia là giới thiệu. Em xin được giới thiệu Ngân ạ. Dạ em cho anh ạ. Em là Ngân bên công ty Bao Bì Thuận Đức ạ. Em rất là vui khi hôm nay em đã dành thời gian để cho anh trường hợp là trực tiếp anh ạ. Phải ngồi cách thức em phải ngồi nữa. Được rồi, ngồi. Em xin phép em giới thiệu. Em lấy một cái giả thuyết là thầy là bên của công ty thức ăn chăn nuôi nhé. À, đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Thầy dẫn ông vật vui. Sợ hỏng thế. Dạ, em cho anh ạ. Bên em là công ty Bao Bì Thuận Đức. Hiện tại bên em là ở Hưng Yên có em có 4 nhà máy. Ở Hưng Yên và 2 nhà máy trong Thanh Hóa. Bên em thì chuyên sản xuất các loại bao bì từ nguyên liệu từ PP. Với thế mạnh là của em là có một nhà máy 1 chuyên về dòng PP là tái sinh. Tái sinh là mua nguyên liệu từ các cái dòng bao xi măng ở các cái vùng Thanh Hóa về để phân loại ra và sau đó chế tạo bao phủ và tạo hàng thì nó sẽ được đồng đều qua các lô. Ví dụ như các công ty khác thì họ không có nhà máy tái sinh đó thì họ sẽ mua ở các cái nhà khoai hoặc là cái nhà nó không được đồng đều. Sau đó thì cái chất lượng của họ thì sẽ không được đồng đều qua các lô, còn bọn em thì mua về phân loại bao trắng bao màu ra, sau đó thì bọn em mới tạo hàng. Thì cái đấy là một cái thế mạnh của bọn em là về khối tái sinh. Về sản phẩm thì bọn em có là sản xuất nội địa và quốc tế. Về nội địa thì bọn em sản xuất các cái này thức ăn chăn nuôi phục vụ cho bên của thức ăn chăn nuôi của anh. Ngoài ra thì bọn em có cung cấp cho các công ty phân bón, các ngành nông sản và các ngành công nghiệp khác. Sản phẩm chủ yếu của bọn em là bao PP có tráng, không tráng, bao OPP bên phải. Thì em được biết là bên mình một công ty đã chăn nuôi có nhu cầu về bao PP và bao OPP. Em xin giới thiệu một số sản phẩm trực tiếp gửi đến anh. Em sẽ gửi các con lớp và sản phẩm cho em. Đấy, bây giờ anh nói này. Em quên mẹ sản phẩm, anh đẹp quá, thích kìa. Đầu tiên anh thích kìa. Mẹ thứ hai là anh quên mẹ đi, anh chỉ biết cần biết sản phẩm, anh đã chẳng biết nhà máy của em ở đâu. Vậy cho em hỏi là cái phần bao, công nghệ của em, quy trình của em, nguyên liệu của em, anh đảm đi thì anh phê đấy. Giá của em cao hơn thì là 5%. Thế thì anh mua mẹ thằng kia thì có trả lời. Dạ, em xin trả lời câu hỏi của anh là giá thì nó phụ thuộc vào ba yếu tố: sản phẩm, giá trị, thuận tiện và cảm xúc ạ. Thì em nghĩ là bên em sẽ cung cấp được ba cái nhu cầu đấy để cho bên em. Thế bên em là em cần là anh đồng ý đấy. Nhưng bên anh là cần thế này này. Cần nhanh, cần nhanh vốn, nói. Dạ, em không, sẽ trả lời là những cái về tiến độ thì nó sẽ được thương lượng giữa hai bên. Em... Bây giờ thương lượng xong rồi, con cái có quân tử không nói được làm thế thôi. 8 giờ sáng nay là mang bao bì đến, bởi vì 9 giờ là đến ngày bắt đầu nó phải học đồ rồi. Cô dám không? Cô dám cảm kết không? Anh làm cái buổi học đồng cho em. Dạ, nếu ở bên tiến độ thì các cái bao dầu bao có tráng và không tráng bên em là ra từ 7 đến 10 ngày đối với những mã sản phẩm mới chưa có hết. Ok, 10 ngày là 10 ngày hứa không? Bên em hứa. Hứa, em điều khoản hợp đồng phạt cho em. Trong hợp đồng của em đang có cái điều khoản về tiến độ, nếu mà chậm thì là sẽ bị phạt. À, thế thì anh mua bên kia nó khác, anh chưa kịp năm anh đi chạy sang bên em. Thế bên em có cái gì ngoài cái ok này anh đi mua cho anh phép phải ký, cho anh ký được không, cho anh ký chiết khấu được không, để anh có kỳ vọng vòng kỳ vọng ấy. Về bên cá nhân của em là không, thì em kính ra rồi. Họ đây họ yêu rồi.
việc nó che đi cách nói. Dòng tín là quy luật của ngôn ngữ, quy luật của âm lượng, quy luật của ngữ điệu, quy luật của nhịp điệu. Đọc nói bài phải đi hay lắm. Thế nói chung là em ăn điểm tuyệt đối ở thái độ tự tin. Và để bán ạ, nó nói được như thế, em cũng ít cô nói được lắm. Tôi biết thừa đây là học lặng. Thưa cảm ơn. Bây giờ em đã xong, em giới thiệu xong, em có làm bán hàng cùng ngôn ngữ này không? Chú ý, quan tâm và đặc biệt phải nhạy cảm lúc chọn để ta xuống tiền không? Cố gắng nghe. Em có lấy được ý kiến khác không? Dạ em thưa thầy là có. Đối với khách hàng mới của em thì sau khi giao một chuyến hàng đầu tiên thì bọn em sẽ theo xe giao hàng trực tiếp đi xuống kho để bằng lấy đấy. Đặc biệt là khách cũ vì lòng cầu và thái độ. Đúng rồi. Nó không cố định nào. Còn về khách hàng cũ thì bọn em có là chăm sóc khách hàng sau một thời gian thì bọn em sẽ lại lên kế hoạch để chăm sóc lại khách hàng hỏng lại. Có dùng cái bọn shipper không nào? Thanh toán, chỉ dẫn, vân vân. Đối với cả bên giao hàng thì em sẽ thứ nhất là cung cấp đầy đủ thông tin để cho bên giao hàng giữa bên phía công ty mình và bên công ty đối tác để hai người làm trực tiếp với nhau. Đấy là bộ phận giao hàng trực tiếp. Đấy, ví dụ như em lái xe với lại cả anh thủ kho bên kia thì em sẽ tạo điều kiện đưa đầy đủ thông tin để cho hai bên làm việc với nhau và em cũng là xuống kho để đưa sản phẩm và hỏi thăm cả anh thủ kho luôn. Vậy là khách bình thường nhé, ví dụ nó sẽ có bốn loại khách khó tính. Mẹ nó quá thai đâu. Quên mẹ hả mấy, nó cho tao làm tổng giám đốc, cái loại này không đáng cảm động. Thế thì em hóa giải nó thế nào? Đây là khách bình thường nhé, cao thủ là khách nào đã hóa giải được. Có loại khách chỉ thích đòi hoạt động. Có loại khách ngày xưa tao tổng giám đốc bao bì này, người ta thấy cái gì không có, không quan trọng. Thế em hóa giải cái lũ hóa khó tính thế nào? Em cứ thay làm nếu... Lúc này là cần dùng đến con mồi nha. Dạ em thưa thầy là nếu mà khách hàng đòi hỏi gặp mặt trực tiếp với tổng giám đốc bên em thì em sẽ lúc đấy em sẽ là mời với khách hàng để em xin phép tổng giám đốc em cho một cái lịch hẹn, sau đó thì em sẽ gửi lại cái lịch hẹn đấy cho tổng giám đốc bên công ty đối tác để hai người gặp mặt trực tiếp với nhau. Đấy đúng không? Có nghĩa là em phải xin phép cả bên em và cả khách hàng nữa. Có những khách mà để chuyên thắc mắc, sau đó nó tìm cách nó chuyên gây sự, đặc biệt là bọn đối thủ, để nó phá cái khách bên cạnh chứ không phải nó gây sự với em. Sau đó nó có camera, nó quay để nó chơi cả công ty em đấy. Cho nên tí nữa bán hàng nó phải làm cả hệ thống, không bao giờ mình giải quyết cả chúng đó là mẹ. Thì cái chuyện hóa giải hay tính sau cho nên là mình còn phải học, đúng không ạ? Dạ. Đừng chủ động nó chết à, chứ không phải chơi chơi đâu. Và đuổi bán không bao giờ tiến bộ mà tiền thì lại mất đi. Nếu bạn chịu thay đổi thì bán mới thành công. Con nào không làm được cái này đổi cho đổi bán. Nhưng rất tiếc các anh chị mà kiếm được một con làm được cái việc này thì các anh chị thấy khó lắm. Mẹ chỉ cần một con nó đạt được năm cái này là công ty khác có một ngày cũng chạy chấp quyết định. Cho nên cứ 10 người thì các chị chỉ có thể có được khoảng 3 người. Và 3 con này là phải phụ trách những khách đầu bảng. Đồng thời nó hỗ trợ 7 con còn lại. Nếu các bạn vào khách sạn 5 sao các bạn sẽ thấy nó mua bằng được 3 con chuyên nghiệp. Sau cái bàn ăn của khách không hiểu nó đang phù khách biết nó chạy ra cho nó. Xin lỗi em cũng phải bảo về này em phải làm thế này, để anh như thế này. Nó huấn luyện lại cái độ bảy người một cách chuyên nghiệp, huấn luyện tại chỗ. Cho nên chức năng của ba cái con át chủ bài này nó là chứ quân các chị không có ba chủ bài dẫn một cái đám dẫn còn các bạn không bảo được. Cho nên cái thằng bán là nó phải nhận cái training rất kỹ của bộ phận sản xuất. Bán là gì? Phải
bao bì này, nguyên liệu, quy trình của nước nào, nguyên liệu từ đâu, hơn người ta cái gì. Ngoài cái việc quảng cáo là cho người ta hình ảnh, cho cái sự sửa cầu, thì con bán hàng phải hiểu chứ. Cái gì ạ? Độ bền, độ dài, công năng vào mấy việc cơ thể. Tin, đấu lạc. Việc số 6. Và kết quả quy trình là công ty lên và cái con bán phải chấp nhận quy trình. Chứ quy trình là cái con bán hàng nó không làm được. Cho nên phải có một thằng phó tổng, phó bán. Phó này là phó kinh doanh. Ông lên quy trình thế nào? Mấy bước. Cái gì ạ? Và nó chuẩn hóa đến cái mức đó. Đúng chuẩn này thôi. Khách nó xuống lắm. Và kẻ bán nó làm đúng cái là phải số nó ổn. Việc số 7 đó là triết lý bán. Các bạn đừng coi thường cái này. Triết lý đời tôi là triết lý thủy hưởng. Đời tôi chưa bao giờ đi bốn chân cả. Tôi là triết lý cửa chính. Lấy đạo mạng làm đầu, lấy trọng nghĩa khinh tài làm đầu. Đấy là tôi. Thế công ty các bạn lấy triết lý là gì? Sau khi kinh doanh xong thì nó có một cái đèn đà về. Bản chất của bán hàng là các bạn chia mồi cái lợi nhuận. Vậy thì triết lý của các bạn ấy là lấy nhiều và cho khách hàng ít hay là cứ đúng? Các bạn phải cho khách hàng bạn một cái triết lý hành động chất. Cần gì ạ? Thì đấy là triết lý bán hàng. Đúng chưa? Và cái này thì con bạn không làm được. Vậy thì việc số 1 trong bán hàng đó là khách hàng là ai? Thì khách hàng là ba khách. Khách mẹ nào cũng là khách. Cho nên trong nội bộ cũng phải giải quyết đầy đủ những yếu tố này. Cái điều thứ hai là bán hàng. Các chị ạ, thì nó phải lệ thuộc vào 6 cái khâu này. Mà con bạn chỉ làm được một khâu thôi. Đừng đổ dồn cho nó sức mạnh của doanh số là tổ hợp của mọi người. Ok. Trường Doanh Nhân PR.